Chuột ơi, con đương làm gì đó? Con đương làm gì giống vậy? Đây Con nè, này đang ăn dưa học. con đương vừa học hả? Đây là đứng lên nghe mẹ dặn nè. Bữa Con nay đang mẹ nhờ, bữa nay mẹ nhờ con công chuyện chút xíu, con được không? Đứng ngay ngắn này, đứng ngay ngắn lại, đứng ngay ngắn lại. Đây nè. game mẹ ơi. Bây giờ con chạy xe hả? Bây giờ con mẹ mẹ nhờ con công chuyện nè. Bữa nay con đi chợ, con đi chợ con mua cho mẹ tôm nè, bánh mì. Về nhà mẹ làm tôm sốt trứng muối cho con ăn, chịu không? Đi con này con đi chợ được không? Còn con đi bằng gì? Hả? Đi bằng gì? Rồi, đây. Đây nè. Mẹ 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 đưa tiền nè, con đi chợ mua trứng muối cho mẹ ấy, mua ai? Mua tôm, mẹ mua bánh mì về cho mẹ xốt trứng muối nha, chưa có biết không? Đi mua được không? Đi mua là hỏi cô bán bao nhiêu tiền một ký nghe chưa? Rồi giờ chuột sẽ đi mua. Ôi trời ơi, đó đúng rồi. Đi 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 tiệm mua, đi chợ mua cho mẹ đi nha. Con kể cái nắp đâu. Đi 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 mua cái gì? Cho con đông tôm đi. Ông tôm hả? Ông tôm hay gỗ tôm? Gỗ tôm. Mẹ à, gỗ tôm của chú nè. Tôm mình nhiêu nữa? À, 50.000. Mình chị nhất cứ qua mẹ mua à? Đâu vậy? Cứ qua mẹ mua nha. Sao không mua, quay lại mua hả? Sao vậy, sao không mua vậy? Hả? Chê mắt rồi. Chê tao mắt không mua rồi nha. Đồ không chú? Mua tôm không? Mua không? Mua đây. Hết tiền. Còn mà. Ok. À, tao mua chú nè. Rồi, chạy vậy. Rớt tôm bây giờ. Bỏ nó đi. Ô bánh mì không? Phải đi chở tôm về nhà rồi mua bánh mì. Rồi chở tôm về. Nè tay vịn đây nè, tay ơi cho tôi. À. Mẹ ơi, đụng con ngốc trên. Đấy, vịn như đá. Dính tép rồi. Ôi, chạy chở gỗ tôm rồi kìa, hết hồn chưa đó, về tới nhà chưa? Tới nhà. Trời ơi, chạy một tay còn một tay lo dọc tôm đấy. Trời ơi, chạy xe về một tay lo dọc tôm đi chàng. Rồi rồi chú bưng nó hết này cho mẹ đi. Chính là con không chiên lấy rồi mà Trinh. Ờ rồi chú bưng bánh mì cho mẹ đi, mẹ đợi kìa. Đâu? Mẹ đợi trong nhà đó. Đâu? Rồi, đất rồi. Mẹ ơi, con đi dựa về nè. À, con đi chợ về rồi đó hả? Con mua được gì cho mẹ đây? Con mua bánh mì nè. Con mua bánh mì hả? Rồi nãy mẹ dặn con mua cái gì? Rồi tôm đâu?
Tôm bỏ đằng kia hả? Giờ đâu lấy tôm đem vô cho mẹ coi. Trời ơi, này rồi đâu đi tôm đâu, mua vô nữa mới đúng, hai món mới đúng. Con về nè. Con về hả? Con muốn gì về vậy? Con mua tôm cho mẹ nè. Con mua tôm hả? Tôm này bao nhiêu tiền một ký vậy? Chú mua 10.000 hả? Rồi bánh mì này nhiêu? Nhiêu. Rồi mua rồi về nhà còn tiền không? Dạ. Còn không hả? Là hết rồi. Hết rồi. À, còn nha. Ôi ơi, đi đưa mua được một gỗ tôm này luôn. Và một gỗ bánh mì luôn. Mà có 10.000 hả? Sao rẻ vậy? Hả? Sao rẻ vậy? Cảm ơn cục vàng nha. Không có gì. Bây giờ con ăn không? Mẹ đi làm tôm với tiếng muối cho con ăn nha. Nha. Rồi.